Rồi, hôm nay chi vào ra đi sới nha. Má, bình 40 đề không nổi rồi. Bình 40 đề không nổi à? Trời ơi, cái bình. Không, cái bình này nếu đầy điện thì nổi chứ, tại không đủ á. Con vố nó chưa đem bình xuống. Chạy phà xuống. Bình 40 à? Không nổi rồi. Qua lấy bình tao bản kìa, lấy cái bình 12 bản á. Này là động cơ máy cắt này nhạy lắm nè, nếu lăn mà được là nổ liền á. Này động cơ 95 hả em nói à? 200. Đâu. Bên kia mới thấy. Động cơ coi mặt em coi mình động cơ máy cắt dạ. Động cơ gì. Ôi buồn chạy chơi mới chạy vô thấy ông cũng điện Model V3300. Mà gen ra băng. Không có làm đâu rồi. Ủa máy này là máy gì ta? Người ta mà máy nhàn. Không biết luôn, ông nói cuối cùng làm xong nó bị. Ông nói đầu máy cắt liên hợp 105 à? Trong đây nó để gì mình không trong nghề mình đâu biết. Anh em nào trong nghề biết động cơ này động cơ gì không anh em bình luận nha. Máy bình này thôi rồi. Đó. Này là máy cắt liên hợp lấy qua đấu vô SD3000 nha. Ồ chiến này sới lũ mang dàn sới hơi cục rồi. Sới cục nào cũng 1m8 à. 1m8 không? Phúc. Sới này sới lũ 1m8 nha, tới chừng ảnh xạ là ảnh sới dàn sới 2m5 luôn nha. 2m9 luôn hả? Dữ trời. Dữ vậy. Rồi, để đổi rồi bình mới đề nổi anh em ơi. Ủa, cái này hai cọc luôn hả ta? Bánh trước quá bự luôn à. Có đổ bánh trước bự lên rồi ha ta. À, đấu vô SD3000. Hộp số nè anh em. Chiếc này thì mùa rồi mình có quay mà không có quay chi tiết. Quay ảnh chạy mà ảnh sới rất là đẹp nha. Này thì tay lái chắc cũng có trợ lực ạ. Chứ tay lái cơm là lái không nổi đâu ạ. Đa số thì hai cầu phải có trợ lực chứ. Trời cái cục này cục chụp bá lửa anh em ơi. Giống mắt trâu quá. Khi mở bò vô lắc qua lắc lại hả ta. À, hai bên hai cục hai bên động cơ máy nha anh em biết động cơ gì thì bình luận bên dưới nha. Có cái tem nè Kubota V3300 ha, phải 105 hay là 95 của máy gặt đập liên hợp không, mình không rành về máy cho lắm nhiều nha, không có rành nhiều. Rồi, để chờ ảnh đổi bình, ảnh đề lên chạy sới mình quay anh em xem ha. Đây, ảnh thay cái bình ảnh đề rồi, giờ ảnh chạy nha anh em. Thấy anh chạy tốc độ hơn anh em. Máy đấu đầu nha. Đó. Gia gốc, hôm nay mới hai đường bìa là gia gốc, còn gia gốc. Này không biết anh chạy là mỗi góc mỗi ve luôn không nè. Anh này anh chạy đất nhà anh nha, anh xuyên ve góc lắm nha anh em. À, máy sới của ông chủ mà anh này thì tài xế mà đem về chạy đất nhà nên chạy rất là kỹ nha, mỗi góc mỗi ve luôn nha. Ôi ôi chạy nhanh, chạy số này số mấy anh em? SD3000 chạy tốc độ như vậy là số mấy ta? Theo như mình đoán là 41 nha. Hay là 42 ta? Ảnh sới mà nhìn từ xa mình tưởng đâu ảnh đi trục không anh em ơi. Nhìn từ xa tưởng đâu đi trục lũ không á, ai nhà có mang dàn sới sau lưng á.
Nước này mình thấy hơi nhiều rồi. Nước này hơi nhiều rồi, tới nó không trộn, không dập bằng cái nước sạch sạch ăn. Nước ít trộn dữ lắm. Này hơi nhiều rồi. Chủ ruộng lấy hơi nhiều rồi. SD3000 Dixi bao ra SD3000 đấu đầu động cơ máy gạt đập liên hợp. Động cơ gì thì mình không biết nha. Có anh em nào biết thì bình luận bên dưới nha. Đầu video mình có quay chi tiết máy á. Nói chung là mình không biết động cơ máy, mà nghe anh tài xế lúc nãy anh nói là máy gạt đập liên hợp 95 hay là 105 gì á. Anh tài xế cũng không rành luôn, có anh chủ máy mới rành nha. Anh chủ máy thì không có đây. Này anh chạy chiến thực chạy vòng tròn không nha. Rồi mình xin kết thúc video tại đây ha. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video ủng hộ mình suốt thời gian qua nha. Anh em xem nhớ đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất nha anh em. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em.